Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Tính mình cưa cây dừa nha các bạn. Chú mình đang quấn cái bộ móng một cửa các bạn ơi. Sử dụng cái máy cưa GZ4350 nha các bạn. Làm là tình lưỡi cưa tên nha. Chú mình bắt đầu chuẩn bị qua cây dừa này nè. Dừa này nó nghiêng qua nhà, nghiêng qua dưới điện nha các bạn. Chú mình lều rất là lẹ luôn. Rất là mau luôn các bạn. Để mình gùm gần tí nha. Rồi chú mình khởi động máy để cưa đó các bạn. Cho nên chú mình phải lên cắt đầu cắt lá cho gọn nha các bạn. Dây điện dưới này nè các bạn. Cắt sát đằng lều xích lên trên, cắt mấy cái quầy ở trên, mấy cái lá ở trên. Cây dừa này nó gần cái mé mương á, chủ nhà sợ nó chóc gốc nó bật gốc đó các bạn. Mưa đất mịn bật gốc ngã qua nhà bên đó nên chủ nhà chưa hạ luôn. Cái tàu lá cho rớt xuống này qua. Chúng mình leo lên nữa đó các bạn ơi.
bên kia là có cây măng đó các bạn. Cắt cũng khéo khéo đừng cho cày hư cái cây ăn trái của người ta nha các bạn. Rồi chúng mình cắt cái đọt rồi các bạn ơi. Được siêu ngã luôn rồi đó, gớt. Rồi đó các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng mình cắt cho nó bớt nhẹ ra nha các bạn. Bây giờ chúng mình tách mấy cái bẹ già ra đằng cho nó nhẹ bớt dục xuống các bạn. Bên kia dục được không chú? Rồi chúng mình luyện. Rồi chúng mình mở cái cửa liền xuống nha các bạn. Rồi chúng mình ở trên đó cắt khúc xuống cho chúng ta dễ dọn dẹp luôn nha các bạn. Dừa củ hủ bự quá, cái khúc đó nó bự, nó làm dừa không giáp không tới các bạn. Rồi đứng ra đó các bạn ơi, chúng mình xù xuống. Chúng mình đang cắt khúc nữa đó các bạn. Các bạn mà thấy chú mình cười cay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn tôi chú anh chị nào mà có cây nào mà chú cũng chưa có gì đó cần có chưa thì hãy liên hệ với chú nha. Tôi điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video ở các kênh chú anh chị. Rồi, đứt ra, chú. Thank you.
mình cắt cái khúc khúc để nó lọt xuống luôn đó, xuống nào đem lên nha các bạn cho nó dễ. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng luôn nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.